kéo cái đầu. Cái đầu cẩn thận. Ngủ được nó cũng đỡ. Nó đỡ mệt hẳn đấy chứ. Mặt ăn được ngủ được cũng chán. Lên trên phố nhà mình ăn phở nhá. Phở đúng ngày xưa nhà mình hay ăn. Anh cứ cho đến chỗ nào ăn. Xong rồi đó thì là chỉ ở đấy sang cái hàng nhà về nhà cũ mình uống cà phê. Chị anh đi anh đón chị Thảo. Chị Thảo anh Sơn xong về đấy luôn. Biết địa chỉ rồi. Anh chị bây giờ đi mua bánh cốm với cái gì mà. Cái bánh đấy thì thiếu gì. Phải lấy tân xem mà đâu ngon. Hà Nội giờ chỗ nào nó cũng ngon mà. Nó giống nhau hết, nó vẫn trước nhau. Nó cũng ngon ấy chứ không phải lấy đâu. Nó cũng phải cố gắng làm ngon ấy chứ không phải vớ vẩn. Để nó chắc để nó cũng tranh thương hiệu mà. Không cũng được nên. Chỉ quan trọng là nếu như mà ở chỗ nào nó bán chạy ấy, thì là chỗ lại đúng, yên tâm hơn nhiều. Yên tâm hơn. Thế thôi, chứ còn chất lượng thì nó cũng tin thôi. Cố là cốm này nó lại chỉ có 3 ngày anh ạ. Nó không được lâu, thế đâm ra là nếu mà bị người ta đã để rồi thì lại mình mất ngon. Chứ cái này nó. Hôm nay thời tiết đẹp. Tốt quá nhỉ. Đêm mưa đấy anh ạ. Đêm qua mưa. Vâng, mưa. Sao mưa. Biết. Mưa mà nào mà mưa. Sao mọi người biết được thì sao mình ngon được. Nếu mà biết được thì mưa là chứng tỏ ngủ không ngon. Vâng. Ngủ không hết đi. Em không, lúc ấy là em đi vệ sinh là em mới biết nhé. Ừ. Sáng là ra lúc đấy lúc đấy thế em đi vì em đi sinh em bảo mưa à, thế em ra em ngó đường ướt mà. Ngó đường nào? Ngó vệ sinh ở ngoài kia, em đi ra ngoài, em ra ngoài một tí cho nó thoáng này. Thế xong là em lại vào. Em ngó ở dưới sân này này. Dân đường sau như mình ý. Nhưng mà không mưa to đâu, chỉ mưa nhỏ nhỏ. Thế càng tốt. Càng sạch càng. Mưa hay là sương? Chắc là sương, nhưng mưa đâu. Sương nhiều hay là sương ý. Em thấy là nó ướt đường. Đường. Chứ em không nhìn thấy một sạt mưa. Thì nó mưa nhẹ. Cái chỗ này nó sẽ vạt vào đây. Để nó vạt đây tất cả khu đằng trước kia đi hết. Toàn bộ cái nhà kia tất. Nó sẽ rộng khoảng đâu 5-60 mét rồi đấy. Xong nó có một cái đường vành đai trên cao nó chạy ngang qua đây. Lên cầu Vĩnh Tuy. Đến kia nó làm đến kia rồi. Chạy thẳng lên. À cái đường này nó xuyên ra cầu Vĩnh Tuy hả? Đường này đường vành đai 2 mà. Vành đai 2 thì giữa cầu Vĩnh Tuy. Chứ đã làm đây rồi này. Cầu Vĩnh Tuy với cầu Nhật Tân nối với nhau. Ừ, đây cái kẻ đấy. Đẹp đấy, toàn bộ chỗ này đi hết này. Ủa mấy cái dãy nhà này. Dãy này đi hết luôn. Ngã tư này hết. Toàn bộ chỗ này đi. Xong cái phía đằng chỗ cửa chỗ nhà mình, chỗ đường đầu vào chung cư thì sẽ làm cái bến ga ngầm. Nó sẽ đi lên. Sẽ đào đường hầm ở dưới này. Yeah. Để đường tàu điện ngầm ở dưới. Sẽ đi đến đây. Tàu điện ngầm á? Đường điện. Xong rồi ga đấy chỗ đấy nó lên. Nó lên là cái chỗ đầu đấy. Tiện quá nhỉ? Ra tiện. Nhưng mà nó có xa chung cư phải không? Ngay cửa chung cư luôn. Thế á? Ngay chỗ 229. Đấy là cái thiết kế của nó, cái quy hoạch đấy. Nhưng mà không biết nó thực hiện đến đâu rồi. Bây giờ nó đang ngăn nghiêng rồi nó làm linh tinh. Tắc hết cả đường. Nó người ta kêu quá khi nó lại chập lại. Nó cũng chẳng có tiền nó cứ làm bối lâu lắm. Có ai, dự án này có ai mà làm? Của mình hay nước ngoài? Nhà nước đi vay vốn chứ. Chẳng biết có ai. Mấy cái nhà bị giải tỏa cho ngã tư tiếc nhỉ anh nhỉ? Bồi thường được ít tiền xong bắt đầu 80 triệu một mét. Vâng, thế nhưng mãi mãi về sau là bị tiếc ấy. Thì như là 80 triệu mét vuông mới chỉ xong mua nổi đấy. Nó tầm mấy triệu đấy mà thấy người ta bảo tầm mấy triệu nhưng mà hình như là nó để trên mặt đất thôi chứ không để lại chứ. Nó không để
trường nhựa diện tích xây, đâm nó gây ra nhiều cái bức xúc để nó không chịu đi đấy. Người ta không chịu đi thế là đâm chậm chạp. Sau Noel là anh nhớ mà sau sinh nhật của anh bắt đầu. Bây giờ nó cũng không rét nhiều như ngày xưa. Thì rét vài ba không, ngày. Bây giờ nó rét cũng có hồ khắc nghiệt. Nó thay đổi thời tiết nó cũng khó nói. Lúc thì nó rét quá, lúc thì nó không rét. Giống như ngày xưa. Nó phải thay đổi. Nó không bốn mùa nữa rồi. Chắc là phải chuẩn lắm đấy nhỉ. Mắt ông mắt thằng nào cái đường sai làm sai liếc kiểu nó lại cần đặt thêm cái đèn xanh đèn đỏ và cái đường rẽ vòng đấy. Cái đường đấy thì chỉ có khoảng 10 giây là đèn đỏ thì 15 giây cho người đi bộ qua đường mà.